tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh hô hấp ở trẻ tiếp tục tăng, nhiều trẻ chuyển nặng. Những quan điểm sai lầm trong việc dùng sữa non. Cách lưu ý để phân biệt viêm phổi với nhiễm trùng hô hấp trên. Kính chào quý vị, bây giờ là 12:30, khung giờ quen thuộc của Alo Doctor, bản tin chuyên biệt về sức khỏe y tế phát sóng mỗi ngày trên VTV9 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngay sau đây, mời quý vị cùng với Đăng Trình điểm qua những thông tin y tế đáng chú ý được cập nhật trong tin mới Doctor. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh hô hấp ở trẻ tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu giảm, nhiều trẻ chuyển nặng phải thở máy. Chỉ riêng tháng 10, Bệnh viện Nhi đồng thành phố tiếp nhận khám ngoại trú gần 5.000 trẻ mắc các bệnh hô hấp như viêm tiểu phế quản, viêm phổi, hen suyễn, hen phế quản, nhiễm khuẩn hô hấp cấp. Trong đó khoảng 7-8% trẻ phải nhập viện, một số diễn tiến nặng phải thở oxy dòng cao, thở máy, thậm chí là can thiệp ECMO. Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2, từ 3 tuần nay mỗi ngày khoa tiếp nhận hơn 40 bệnh nhi, tăng 40% so với trước. Thưa quý vị, vừa qua thì một thai nhi 34 tuần tuổi bị dây rốn quấn tới 6 vòng quanh cổ đã ra đời an toàn tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng. Sản phụ mang thai 34 tuần tuổi đến khám định kỳ tại bệnh viện. Các bác sĩ siêu âm và đo tim thai thì phát hiện thai có biểu hiện suy, nên lập tức chuyển mổ cấp cứu. Và trường hợp thai nhi bị dây rốn quấn tới 6 vòng quanh cổ là rất hiếm gặp. Sau ca mổ thì hiện nay sức khỏe của hai mẹ con sản phụ này đang được theo dõi và tình trạng đã ổn định. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, chơi đá bóng nhưng mà lại bị chấn thương sọ não và tình huống tưởng chừng như hy hữu này đã xảy ra sau cú va chạm khi chơi bóng khiến cho một học sinh 16 tuổi phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương sọ não gây lún vỡ xương sọ và quyết định mổ cấp cứu cho nam sinh. Khi mở hộp sọ thì các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị lõm phần sọ, lõm sát xoang tĩnh mạch lớn trên não, phải tạo hình lại hộp sọ. Sau ca phẫu thuật thì hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, nói chuyện giao tiếp bình thường, ăn uống và đi lại được và có thể trở lại học tập sau khi xuất viện. Bộ Y tế đã phê duyệt dự án xây dựng công cụ dự báo thân thiện với người dùng trong phòng chống sốt xuất huyết dengue ở Việt Nam. Mục tiêu chính là xây dựng được công cụ dự báo sớm dịch sốt xuất huyết dengue ở tuyến huyện xã của 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng phần mềm tích hợp trên điện thoại, máy tính, thuận tiện cho cán bộ y tế và người dân sử dụng, giúp chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết dengue và đánh giá hiệu quả trong phòng chống chủ động tại cộng đồng. Thời gian triển khai của dự án là 5 năm. Nhân ngày vẩy nến thế giới 29 tháng 10 2023, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân vẩy nến. Tham dự chương trình, người bệnh vẩy nến sẽ được các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh thăm khám, tầm soát viêm khớp vẩy nến miễn phí, được nghe các chuyên gia đầu ngành cung cấp các thông tin về cách chăm sóc da, cách phát hiện sớm phòng ngừa viêm khớp vẩy nến, cũng như được các bác sĩ tâm lý chia sẻ cách kiểm soát stress để tránh bùng phát vẩy nến. Chương trình được tổ chức sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2023 tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin về tình trạng gia tăng số ca mắc các bệnh hô hấp trong những ngày qua, thì nhiều phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của trẻ nên đã gọi điện thoại về tổng đài Alo Doctor là 1900 969600 để phản hồi và đặt ra câu hỏi về cách phân biệt bệnh viêm phổi với nhiễm trùng hô hấp trên. Và phần giải đáp từ các bác sĩ chuyên khoa sẽ có ở phần cuối của bản tin. Còn bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với chuyên mục Doctor Bắc Bệnh. Thưa quý vị, ai cũng biết sữa non là loại thức ăn đầu tiên tốt nhất dành cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, tốt không có nghĩa là sử dụng một cách tùy ý, bởi vì mỗi loại sữa chỉ phát huy tác dụng nếu như quý vị dùng đúng thời điểm và đúng cách. Còn nếu không thì nó sẽ phản tác dụng và gây ra những hậu quả khó lường. Đây là cháu bé 3 tháng tuổi nhập bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốc phản vệ sữa. Theo lời gia đình, thấy con gái biếng ăn, gia đình nghe tư vấn của bạn mua sữa non Hàn Quốc về pha một gói cùng 160ml sữa mẹ cho trẻ bú bình. Khi mới uống được 80ml,
bé gái xuất hiện các ban ở miệng rồi lan dần ra mặt và toàn thân. Theo bác sĩ, cần cẩn trọng khi cho trẻ sơ sinh sử dụng sữa, dù đó là sữa non. Chúng ta nên cho bé đi tới bác sĩ chuyên khoa để được khám định bệnh và có những cái cách điều trị cho nó phù hợp. Chứ sữa mẹ không phải là một cái sản phẩm mà điều trị bách bệnh rồi bệnh gì cũng lấy để mà chữa hết là một cái quan niệm hết sức sai lầm. Không chỉ có sai lầm này, nhiều sai lầm khác tai hại hơn. Theo các bác sĩ bệnh viện Hùng Vương, đã có trường hợp thai phụ chỉ mới mang thai 6-7 tháng khi thấy có sữa non đã tự ý nặng với mục đích để dành cho con dùng khi chào đời. Hành động này đã mang đến hậu quả khôn lường. Nhìn chung là cái cách sử dụng đó không đúng, là vì là khi mà 6-7 tháng thai mới có 6-7 tháng mình đem mình nặng để mình lấy sữa non đó thì mình kích thích cho cơ thể tạo ra oxytocin, mà oxytocin thì nó lại kích thích cái tử cung nó gò, dẫn đến cái tình trạng đẻ non thì hết sức là khổ sở, là vì là đẻ ra một cái đứa bé 6-7 tháng chưa chắc gì nuôi được. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ trong vòng 1 năm, bệnh viện đã tiếp nhận đến 3 ca bị sốc phản vệ sữa. Dấu hiệu này cảnh báo nhận thức của nhiều người vẫn còn chưa cao. Đây là một điều đáng tiếc khi xã hội hiện đại đã cho phép người mẹ và các thai phụ có thể tìm hiểu kiến thức thông qua nhiều phương pháp khác đáng tin cậy hơn. Thưa quý vị, liên tiếp những ngày gần đây, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận nhiều trường hợp nuốt phải dị vật trong thức ăn, gây tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều trường hợp là người cao tuổi, nguy cơ tử vong cao nếu không cấp cứu kịp thời. Trường hợp bệnh nhân 86 tuổi ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nhập viện trong tình trạng tổn thương đường tiêu hóa do mảnh vỏ sò. Trước đó, bệnh nhân ăn cháo hải sản và đã nuốt vỏ sò vào bụng. Một trường hợp khác là một bệnh nhân 60 tuổi ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh nhập viện trong tình trạng bị đau vùng mông trái và vùng bụng dưới bên trái. Khi khám bác sĩ đã lấy ra một mảnh xương cá dài 3cm trong lòng trực tràng. Mảnh xương cá này đã đâm thủng trực tràng và tạo ổ áp xe ở thành của trực tràng. Cái nhóm mà nó cản quan, ví dụ như là xương cá nè, hay là vỏ sò, vỏ ốc thì mình có thể phát hiện trước mổ. Mình chụp CT mình sẽ thấy. Nhưng mà cái nhóm thứ hai là nó không cản quan, ví dụ như hay gặp nhất là tâm xỉa răng á. Tâm xỉa răng là ví dụ như người ta hay có thói quen ăn xong cái ngậm tâm, xong rồi nằm võng đung đưa rồi đó, rồi ngủ quên mất, nhiều khi nuốt mất cái tâm lúc nào không hay. Đến khi vào bệnh viện là vì đau bụng, rồi lúc mổ ra thì mới thấy có cái tâm. Mình tưởng tượng cái ngực mình nó giống như cái bong bóng ha, cái dị vật nó nằm ở ngay cái cổ của cái bong bóng. Mình muốn đẩy nó ra khỏi cái bong bóng đó thì mình chỉ có nước mình bóp cái bong bóng để nó đẩy ra thôi. Chứ mình không có thò tay vào cái chỗ đó mình móc. Tại mình càng thò tay vào mình móc á thì mình càng đẩy dị vật sâu hơn. Và mình lại làm mất cái thời gian vàng, có nghĩa là người đó bị ngạt, bị lâu hơn. Thì cái nguyên tắc chung đó là vậy thôi. Thì có lẽ cái sai lầm của người dân mình hay nhiều nhất là cái chuyện hay thò tay vào để móc nó ra. Hoặc là có những người là cứ vuốt ngực gì đó cho nó xuống hay gì đó. Như đã đề cập ở phần trước của bản tin thì tổng đài 1900 96 9600 của Alo Doctor đã nhận được những thắc mắc như là của một phụ huynh gửi về cho câu hỏi: con của tôi hay ho sốt nhiều ngày nay và có một số người thì nói là có thể cháu đã bị viêm phổi nên mới có thể xảy ra tình trạng kéo dài như vậy. Nhưng mà tôi muốn biết cháu vào bệnh viện nhiều như thế thì có tốt hay không? Vậy thì bác sĩ có thể cho thêm lời khuyên để tôi được biết về bệnh viêm phổi có triệu chứng như thế nào hay không? Và sau đây là câu trả lời từ bác sĩ. Làm sao để mình phân biệt viêm phổi? Thì đối với trẻ bị viêm phổi thì các bậc phụ huynh chú ý các cái triệu chứng như là trẻ nó sốt cao mà không hạ, đồng thời là trẻ ho rất là nhiều và có triệu chứng là thở nhanh hoặc là thở co lỏng ngực, thở mệt. Thì đó là những cái triệu chứng mà mình có thể nghi ngờ là con mình bị viêm phổi, để đưa trẻ đi khám ngay. Trẻ bị viêm phổi nếu không được chữa trị kịp thời thì nó suy hô hấp, thứ hai nữa là các cái di chứng nặng nề hơn, đông đặc, nó dẫn tới hoại tử các cái thùy phổi hoặc là tràn dịch hoặc là tràn mủ ra bên ngoài cái màng phổi. Trẻ bắt buộc phải nhập viện và chúng tôi sẽ có những cái biện pháp điều trị. Ví dụ như đối với trẻ viêm tràn mủ thì chúng ta sẽ mổ. Sau quá trình phục hồi thì về chức năng hô hấp của trẻ có thể bị hạn chế một phần do cái màng phổi có bị dày dính trong quá trình viêm.
Những giải đáp hữu ích vừa rồi từ các bác sĩ cũng đã khép lại bản tin Alo Doctor hôm nay. Rất mong được nhận thêm nhiều phản hồi và câu hỏi từ quý vị liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Hãy gọi về tổng đài của chúng tôi 1900 969600 và theo dõi thông tin cập nhật mỗi ngày lúc 12:30 trên VTV9. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.